Ông vốn là chưởng môn của một võ quán. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, ông đã tích cực rao truyền phúc âm. Nhưng gia đình ông vì bị mê hoặc bởi lời dối trá của Trung Cộng nên đã cản trở và bức bách ông. Họ còn muốn đuổi ông ra khỏi võ quán do chính tay ông đã gây dựng. Giữa sự nghiệp, gia đình và đức tin vào Đức Chúa Trời, ông đã đưa ra chọn lựa như thế nào? Tôi được sinh ra ở miền quê, lớn lên trong gia đình nghèo. Ba mẹ tôi là nông dân thật thà chất phác và hay bị người ta chèn ép. Lúc còn nhỏ, tôi đã thề với lòng rằng khi nào lớn lên, tôi sẽ tạo lập sự nghiệp cho bản thân, khiến dân trong làng phải nhìn nhà tôi bằng ánh mắt khác, không còn xem thường và bắt nạt chúng tôi. Năm lên 11 tuổi, tôi đã bắt đầu học võ. Dù luyện võ rất mệt và tôi còn bị thương, nhưng tôi không bao giờ bỏ buổi nào, dù trời mưa hay là nắng. Sau đó, bởi vì muốn gây dựng sự nghiệp và nên người xuất chúng, tôi đã vay tiền để mua quà biếu tặng và vun đắp quan hệ xã giao. Năm 1999, tôi đã thành công đăng ký thành lập võ quán. Sau khi xây dựng xong, với sự quản lý mẫn cán của tôi, võ quán ngày càng lớn mạnh, tiền thu về càng ngày càng nhiều. Dân trong vùng cảm thấy ưng ý lắm. Ba mẹ tôi nhìn thấy cả nhà nhờ tôi mà nở mày nở mặt nên thấy tự hào lắm. Rồi sau đó, võ sinh và phụ huynh đều muốn lấy lòng tôi. Sở Thể thao thành phố và thị trưởng cũng đánh giá cao tôi. Ai gặp cũng tươi cười với tôi. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, tôi thấy mình đức cao vọng trọng và thỏa mãn khát khao địa vị của bản thân. Tôi thấy cuối cùng mình cũng đã vươn lên đỉnh cao, thực sự khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi đã tham gia rất nhiều sự kiện xã giao để giúp tạo nền tảng thật vững chắc cho võ quán. Vào các dịp lễ Tết, tôi còn hối lộ nhiều ban bệ và tặng quà cho các lãnh đạo. Làm vậy để họ phong tặng cho tôi nhiều bằng khen danh dự và giúp tôi quảng bá cho võ quán. Vì để nịnh nọt họ, tôi không biết mình đã nói và làm bao nhiêu điều hoàn toàn trái với lương tâm. Tôi sợ nếu như mình lỡ miệng với viên chức nào đó, thì sự nghiệp địa vị cũng như là danh tiếng mà tôi dày công tạo dựng sẽ tan thành mây khói. Ngày nào tôi cũng lo lắng không yên, không thảnh thơi chút nào. Tôi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, cảm thấy đau khổ và mệt lắm. Phải rồi. Người ta chạy đôn chạy đáo vì danh lợi, nhìn họ có vẻ hào nhoáng, nhưng trong lòng thì trống rỗng và khổ sở. Đúng vậy. Tôi cảm thấy hoang mang lắm. Không hiểu sao việc làm ăn của tôi đang thành công, tôi đã có được danh lợi, nhưng mà cuộc sống của tôi vẫn cứ khó khăn và mệt mỏi vậy. Vào tháng 5 năm 2012, tôi tiếp nhận phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thông qua việc hội họp và tiếp xúc với các anh chị em ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy nơi này không có những chuyện giao dịch quyền tiền hay mưu mô lừa lọc, không có đấu đá âm mưu hoặc tranh đoạt gì cả. Ai ai cũng tập trung mưu cầu lẽ thật. Khi có biểu lộ sự bại hoại, họ có thể mở lòng thông công, biết phản tỉnh bản thân và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Đây là chuyện tôi không hề thấy trong giới của mình. Tôi nhận ra con đường của đức tin chính là con đường đúng đắn trong đời. Phải đó. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng thời kỳ sau đốt, Đức Chúa Trời đang làm công tác thưởng thiện phạt ác. Chỉ những ai thực tâm tin Ngài và mưu cầu lẽ thật mới được Ngài chăm sóc và bảo vệ. Cuối cùng sẽ được Ngài cứu rỗi và sống sót qua các đại họa. Những ai không có đức tin, không mưu cầu lẽ thật, dù họ điều hành việc kinh doanh tốt thế nào và kiếm nhiều tiền ra sao, chúng rốt cuộc chỉ là hư không, đâu thể cứu được sự sống người ta. Đúng vậy. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi không còn quá tập trung phát triển võ quán nữa, mà hễ rảnh rỗi là tôi đi rao truyền phúc âm để có thêm nhiều người đến trước mặt Đức Chúa Trời tiếp nhận sự cứu rỗi. Vậy gia đình ông nghĩ sao về đức tin của ông? Họ có ủng hộ không? Ban đầu thì gia đình của tôi đều rất là ủng hộ tôi. Sau đó, con trai cả của tôi đã xem tin tức, thấy rằng chính quyền đang đàn áp và bắt bớ tín hữu. Vì vậy mà nó bắt đầu phản đối đức tin của tôi, sợ sẽ ảnh hưởng đến võ quán. Con dọa trình báo tôi với cảnh sát. Có một ông viên chức chính quyền quen khá thân với tôi, cũng khuyên tôi rằng ở nước này đức tin bị cấm tiệt, anh từ bỏ đức tin đi. Nếu anh mà bị bắt thì không những anh bị tuyên án, mà thậm chí võ quán cũng phải đóng cửa luôn. Vậy chẳng phải là anh nhà tan cửa nát sao? Tôi đáp lại rằng đây là con đường thật, tôi quyết tâm giữ đức tin đến cùng. Khi không thể thuyết phục được tôi, ông ta nói với vợ tôi những lời dối trá của Trung Cộng, vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông ta còn nói tín hữu của tia chớp phương Đông là đối tượng bắt giữ hàng đầu của chính quyền. Con cháu của họ đều sẽ bị liên lụy. Sau này con cái không thể vào đại học, cũng không được làm quân nhân hay công chức. Vợ tôi nghe ông ta nói như vậy, vì sợ đức tin của tôi sẽ ảnh hưởng đến con cháu, nên đã cãi vã với tôi. Bà ấy còn dọa sẽ ly dị với tôi. Tôi thấy đau lòng lắm. Con thứ của tôi đã tốt nghiệp cao học và có một công việc rất tốt. Nếu nói vì đức tin của tôi mà bị mất việc, chắc chắn nó sẽ đối đầu với tôi liền. Còn nữa, vào quán mà tôi đã dày công gây dựng, tình hình kinh doanh hiện đang rất phát đạt. Nếu có ngày nó đóng cửa vì đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời, thì bao nhiêu năm vất vả của tôi chẳng phải thành công cốc sao? Rồi hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ sao về tôi đây? Một thời gian dài, tôi ăn thì không ngon, ngủ cũng không yên. Tôi cảm thấy rất yếu đuối và khổ sở. Tôi thậm chí còn tính chuyện từ bỏ đức tin. Nhưng tôi biết rằng đây là cách duy nhất để được cứu rỗi. Tôi không thể nào không tin. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Phải. Đối diện với những cản trở và bức bách như vậy, ông có cầu nguyện và tìm kiếm không? Có chứ. Rồi trong một lần hội họp, tôi đã mở lòng nói về tình trạng của mình. Lãnh đạo đã thông công nhiều lời Đức Chúa Trời với tôi. Trong đó có một đoạn lời thế này. Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài. Ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của trời, và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Vì chỉ có đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Amen. Chị ấy thông công rằng vận mệnh của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Và mỗi người chúng ta, kể từ giây phút chào đời, trong cuộc sống, những gì chúng ta sẽ trải nghiệm, những khó khăn và vấp ngã mà ta sẽ gặp, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời tiền định. Chúng ta có thể có đức tin được Đức Chúa Trời cứu rỗi cũng là điều mà Ngài tiền định. Chúng ta là tín hữu ở Trung Quốc và chịu sự bách hại gian khó này chính là điều mà Đức Chúa Trời cho phép. Và Ngài sẽ dùng những thứ này để hoàn thiện đức tin và sự tận hiến của dân được Ngài chọn. Việc anh có bị bắt giữ hay không, võ quán có bị đóng cửa hay không, tiền đồ của con cái anh như thế nào, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Không có người nào có thể định đoạt được, và ngay cả chính quyền cũng không thể. Những lời Đức Chúa Trời và lời thông công của lãnh đạo đã khai sáng cho tôi. Đúng vậy, tôi đã sống gần hết cuộc đời mình, cũng đã trải qua nhiều chuyện. Và những gì tôi trải qua không hề giống như những gì mà tôi đã hình dung. Nhớ lại thời trong quân ngũ, tôi luyện tập chăm chỉ, thể hiện rất tốt, và cứ nghĩ mình sẽ lên cấp bậc cao hơn. Nhưng thật không ngờ, rốt cuộc họ lại đề bạt người khác. Sau đó, thời điểm tôi thành lập võ quán đã gặp đủ loại khó khăn. Nhưng mà cuối cùng, Tôi cũng đã biến ước mơ thành hiện thực, điều hành trơn tru và võ quán rất phát đạt. Nhưng thực sự như việc này thành hay bại đều không phải là do tôi quyết định. Thấy được chuyện này, tôi nhận ra rằng mọi trải nghiệm trong đời tất cả đều được định đoạt bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Con người không thể thay đổi. Đúng vậy. Về chuyện tôi có bị bắt bớ hay không, có lo lắng nhiều cũng vô ích. Đức Chúa Trời đã định đoạt chuyện đó rồi. Vì vậy tôi cần phải phó thác tất cả vào tay Ngài và quy phục sự an bài của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Lãnh đạo cũng thông công với tôi rằng từ ngàn xưa con đường thật đã bị bách hại. Càng là con đường thật thì Sa-tan lại càng ra sức bách hại tàn nhẫn hơn. Sao Sa-tan có thể chịu để cho Đức Chúa Trời cứu rỗi con người? Khi Đức Chúa Giê-xu đến thực hiện công tác, Ngài đã bị chính quyền La Mã và giới tôn giáo chống đối và đàn áp rất điên cuồng. Các môn đồ của Ngài cũng bị bách hại nhẫn tâm. Ngày nay chúng ta tin Đức Chúa Trời thật, nên chắc chắn là chúng ta sẽ bị bách hại bởi chế độ Sa-tan do Trung Cộng cai trị. Và Đức Chúa Trời sử dụng sự bách hại này để chúng ta có được sự phân định và thấy thực chất ác ma chống Đức Chúa Trời của Trung Cộng. Tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán: trong hàng ngàn năm, đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh. Những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi. Mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người. Nó che cả hai con mắt của họ và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm. Đến tận ngày hôm nay, nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ. Như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ. Trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn chừng chừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu. Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này, chúng lấy oán trả ân. Chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu. Chúng ngược đãi Đức Chúa Trời. Chúng cực kỳ tàn ác. Chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời. Chúng cưỡng đoạt và cướp bóc. Chúng đã mất hết lương tâm. Chúng làm trái với mọi lương tâm. Và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri, vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ, những nhà lãnh đạo kính yêu, hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời. Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn. Tự do tôn giáo, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi. Amen. Đọc lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là một đảng vô thần, là địch thủ của Đức Chúa Trời. Nó thật sự không muốn Đức Chúa Trời tồn tại. Nó tuyên bố cho phép tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo, nhưng mà Đó cũng chỉ là lời dối trá, mê hoặc người ta. Nó sợ nếu người ta có đức tin, đọc lời Đức Chúa Trời và biết được lẽ thật, thì sẽ thấy nó chính là Sa-tan tà ác và hãm hại con người. Nó sẽ từ bỏ nó và đoạn tuyệt nó. Như vậy, tham vọng và mục tiêu khống chế nhân dân mãi mãi của nó sẽ tan thành mây khói. Cho nên, nó ngăn cản người ta tin và theo Đức Chúa Trời. Nó điên cuồng bắt bớ và bách hại dân được Đức Chúa Trời chọn. Còn dùng truyền thông để phỉ báng và vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thậm chí, nó ra sức đe dọa, xúi giục người nhà các tín hữu bức bách và chống đối họ, để các tín hữu phải từ bỏ con đường thật, không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và sau cùng bị quỷ diệt trong địa ngục cùng với nó. Trung Cộng thực sự vô cùng đê tiện và tà ác lắm. Người nhà của tôi vì bị nó lừa dối và mê hoặc nên bắt đầu bức bách tôi. Nếu như tôi thỏa hiệp với người nhà mình, tức là tôi đã rơi vào bẫy của Sa-tan rồi. Tôi không thể bị lừa như vậy được. Dù gia đình tôi có cản trở tôi thế nào, tôi cũng phải giữ đức tin và tiếp tục làm bổn phận. Khi đã thấy rõ chiêu trò của Sa-tan, ta không còn thấy bị kiềm hãm nhiều nữa. Chính xác. Vậy chắc hẳn gia đình ông đã phản đối quyết định đó của ông. Đúng vậy. Sau đó, thấy tôi quyết tâm theo Đức Chúa Trời như vậy, đứa con cả càng bức bách tôi hơn. Một hôm, ở ngay trước mặt đông đủ các võ sinh, nó đuổi tôi ra khỏi võ quán. Lúc đó, nó giận dữ hét vào mặt tôi: chính quyền không cho phép ông tin, mà ông cứ nhất quyết tin. Nếu ông mà bị bắt giữ, là cả nhà này đều bị liên lụy hết. Kể cả các con của tôi cũng đều sẽ bị liên lụy. Ông muốn vậy sao? Nếu như ông muốn tin thì đi khỏi võ quán, đừng để chúng tôi bị liên lụy. Tôi không thể nào tin nổi vào tai của mình nữa. Đứa con tôi vất vả nuôi nấng lại có thể nói lời nhẫn tâm như vậy với tôi. Chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời mà nó đuổi tôi đi. Tôi thấy đau lòng lắm. Nếu như tôi bị đuổi khỏi võ quán, chẳng phải bao mồ hôi và nước mắt của tôi thành công cốc hay sao? Sau này còn ai gọi tôi là trưởng môn nữa, còn ai ngưỡng mộ tôi nữa đây? Tôi sẽ không còn được hưởng thụ những thứ đó. Và rồi tôi sẽ trở lại là một người nông dân tầm thường. Làm sao tôi dám đối mặt với bạn bè và bà con đây? Ngay tại đó, tôi thấy đau đớn không thể chịu nổi. Nếu con trai đuổi tôi đi thiệt, thì tôi biết đi đâu đây? Tôi cảm thấy mình phải nghe theo lời nó. Bỗng nhiên đoạn lời này của Đức Chúa Trời nảy ra trong tâm trí tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: nếu con người không có bất kỳ sự tin tưởng nào, thì không dễ để họ tiếp tục theo con đường này. Mọi người hiện giờ có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp chút gì với những quan niệm và sự tưởng tượng của con người. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc và đã phán rất nhiều lời. Và mặc dù người ta có thể thừa nhận rằng chúng là lẽ thật, nhưng những quan niệm về Đức Chúa Trời vẫn có khả năng nảy sinh trong họ. Nếu người ta muốn hiểu lẽ thật và đạt được nó, họ phải có sự tự tin và ý chí để có thể đứng vững trước những gì họ đã thấy và những gì họ đã đạt được từ những trải nghiệm của mình. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì trong con người, họ cũng phải giữ vững những gì bản thân họ sở hữu, chân thành trước Đức Chúa Trời và vẫn tận tâm với Ngài đến cùng. Đây là bổn phận của nhân loại. Con người phải giữ vững điều mà họ nên làm. Đừng nản lòng, đừng yếu đuối, và ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng, không có gì đơn giản như thế. Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng. Chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Amen. Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi cảm thấy rất bình tâm. Đúng vậy, con đường của đức tin không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chúng ta phải chịu đựng một vài gian khổ. Và nếu ta thiếu niềm tin thì khó dần bước trên đường lắm. Đúng lắm. Nếu tôi thấy tiêu cực và rút lui bởi vì sự bức bách này, thì niềm tin của tôi ở đâu mất rồi? Nhớ lại, trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi còn trong thế gian trần tục dốc sức bao nhiêu năm trời để có thể vươn lên và nổi bật. Sống như vậy thật khó khăn và mệt mỏi, không biết mong đợi điều gì. Giờ tôi đủ may mắn để gặp cơ hội cả đời con một này. Đó chính là Đức Chúa Trời đến cứu rỗi nhân loại. Làm sao tôi có thể cứ vậy mà từ bỏ nó được? Như vậy, làm sao Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi được? Đức Chúa Giê-xu phán: các ngươi hãy xem loài chim trên trời, chẳng có gieo, chẳng có gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Đúng vậy. Đức Chúa Trời tạo dựng chim chóc, nó không gieo cũng không gặt, vậy mà Ngài vẫn cho chúng sống. Đức Chúa Trời nhất định sẽ mở con đường cho tôi. Nếu như con trai tôi đuổi tôi đi, tôi tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi, và tôi không có gì phải lo hết. Nghĩ như vậy, tôi đã lấy lại được tự tin và không còn bị kìm hãm bởi con tôi nữa. Thấy tôi vẫn kiên quyết giữ đức tin của mình, con tôi liền giận dữ, hung hổ đuổi tôi ra khỏi võ quán. Hết cách, tôi đành phải để lại võ quán và đến ở tạm nhà ba mẹ tôi. Buổi tối hôm đó, suy nghĩ về cảnh ngộ khốn khổ hiện tại của mình, tôi thấy buồn lắm. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: lạy Đức Chúa Trời, con thật sự không biết ý Ngài trong chuyện này là thế nào. Con tin Ngài và đang đi con đường đúng. Tại sao con trai con lại đối xử với con như vậy? Xin Ngài dẫn dắt con hiểu được ý của Ngài. Rồi tôi nghĩ đến một đoạn mà các anh chị em đã chia sẻ với tôi. Trong mọi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau mọi bước công tác và mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ, khi Job bị thử luyện, ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời. Và điều đã xảy ra với Job là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời. Đằng sau nó, tất cả là một trận chiến. Amen. Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng vấn đề tôi đang đối diện, nhìn bề ngoài thì có vẻ là con trai tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc mê hoặc nên nó cản trở đức tin của tôi, sau cùng đuổi tôi ra khỏi võ quán. Nhưng ẩn sau đó là Sa-tan đang quấy nhiễu, đang mê hoặc và thao túng. Để xem tôi lựa chọn điều gì. Liệu tôi chọn duy trì tình cảm gia đình, bảo vệ danh tiếng địa vị và phản bội Đức Chúa Trời, hay là sẽ chọn buông bỏ tư lợi và tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời? Tôi đã lo lắng về hoàn cảnh của mình và thấy đau buồn. Đó là bởi vì tôi thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có quyết tâm từ bỏ mọi sự. Sa-tan đang lợi dụng những điểm yếu của tôi là tình cảm, danh tiếng và địa vị để khiến tôi từ bỏ Đức Chúa Trời, phản bội Ngài. Cuối cùng, nó sẽ quỷ hoại và nuốt chửng tôi. Nó thật quá tà ác và thâm hiểm. Đúng vậy. Hiểu ra được chuyện này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tôi đã hạ quyết tâm, dù gia đình tôi có ra sức ngăn cản, dù sau này tôi có gặp phải gian khổ như thế nào đi nữa. Tôi vẫn kiên vững trong đức tin, theo Đức Chúa Trời đến cùng và hạ nhục Sa-tan. Ta ơn Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời luôn ở bên nâng đỡ và giúp đỡ ta. Nếu không có sự dẫn dắt của lời Ngài mà chỉ dựa vào sức mình thì ta sẽ khó vượt qua được mọi sự. Đúng vậy. Vì không thể ở lại nhà ba mẹ lâu được, cho nên tôi phải về lại võ quán. Sau khi về đó, tôi vẫn thường dự họp và rao truyền phúc âm. Thấy tôi chỉ thực hành đức tin, con cả và con dâu cả càng bức bách tôi nhiều hơn nữa. Lúc nào chúng cũng đe dọa sẽ đuổi tôi đi. Chúng thậm chí giành nắm hết tài chính của võ quán và không chừa cho tôi xu nào. Hơn nữa, chúng còn liên tục nói những lời khủng khiếp với tôi. Tôi quá đau lòng đến nỗi ẵn không vô. Suốt thời gian dài, ngày nào tôi cũng bực tức, ăn uống khó khăn, nên sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng. Khi tôi đang đi trên đường thì bỗng thấy tối sầm, vài lần suýt ngất xỉu. Tôi mắc phải bệnh viêm loét dạ dày cấp. Cơn đau về đêm khiến tôi vô cùng đau đớn, nên phải đè gối lên bụng tôi mới đỡ đau được. Buổi tối không thể ngủ được, tôi đi ra sân thể thao, nhìn một lượt vào tòa nhà luyện võ, phòng làm việc, căng tin và ký túc xá tôi xây dựng. Toàn bộ võ quán, mọi ngóc ngách đều do tôi dày công gầy dựng. Chuyện này khiến lòng tôi nặng trĩu. Nhớ lại, năm xưa để mở võ quán này, tôi đã phải bôn ba rất nhiều nơi, đã cố gắng lấy lòng người ta và đã chịu biết bao khổ cực. Giờ tôi có được thành công rồi thì lại bị chính con trai của mình cướp mất. Võ quán này là công sức cả đời của tôi. Giờ đây, nếu tôi giữ đức tin của mình thì phải đối diện với việc mất mọi thứ. Suy nghĩ đó giống hệt như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thấu vào tim tôi. Quả thật lúc đó tôi thấy rất yếu đuối, và đêm nào tôi cũng không ngừng khóc thầm. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt: lạy Đức Chúa Trời, con sắp sửa mất đi việc kinh doanh mà con dành cả đời cày dựng. Con thật tình không thể buông bỏ nó được. Xin Ngài dẫn dắt con vượt qua tình cảnh này. Sau đó, tôi được chia sẻ đoạn lời Đức Chúa Trời này. Nó đã cho tôi con đường thực hành. Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó. Ông trĩu nặng buồn sầu. Ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian. Ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. Amen. Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời đã khai nhãn cho tôi. Thời xưa, Phi-e-rơ cũng vì đức tin mà bị người nhà của ông bức bách. Gia đình mong muốn ông tạo thanh danh cho mình và làm vinh hiển gia đình, nhưng mà ông không để cho họ kìm hãm mình. Khi Đức Chúa Giê-xu đến thực hiện công tác của Ngài, ông đã từ bỏ mọi sự để theo Đức Chúa Trời và đã mưu cầu một cuộc đời có ý nghĩa. Trải nghiệm của Phi-e-rơ đã soi sáng cho tôi. Phi-e-rơ có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời và có thể từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Ông mưu cầu lẽ thật, ông biết Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài, cuối cùng được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi mê tình Đức Chúa Trời một thời gian ngắn, hiểu biết lẽ thật nông cạn. Nhưng nghĩ về việc mưu cầu danh tiếng địa vị trước đây khiến mình đau khổ như thế nào, rồi lại nghĩ về con đường Phi-e-rơ đã đi để được Đức Chúa Trời chấp thuận, tôi thấy rất có động lực. Tôi muốn noi gương Phi-e-rơ, buông bỏ danh lợi và địa vị, thành tâm tin Ngài và mưu cầu lẽ thật. Sau đó tôi quyết định rời võ quán và tiếp tục thực hành đức tin, thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chọn đức tin và việc mưu cầu lẽ thật chính là điều ý nghĩa nhất. Chính xác. Vài ngày sau, vài người bạn cựu chiến binh biết tin con trai tôi đuổi tôi ra khỏi võ quán đã đùng đùng nổi giận. Họ đã cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích và chỉ tôi cách để giành lại hội quán. bạn bè và bà con cũng lên án sự bất công này. Bí thư của thôn đã cung cấp giấy tờ để giúp tôi, chứng minh sự thật là tôi đã tự tay gầy dựng võ quán, không ai khác có phần trong đó. Sau khi nghe họ nói như vậy xong, tôi thầm nghĩ, với số giấy tờ này, nếu các bạn cựu chiến binh giúp tôi giành lại được võ quán, thì tôi sẽ có thể lấy lại thanh thế như trước đây. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình lại muốn mưu cầu danh lợi và địa vị, nên tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để từ bỏ xác thịt. Cầu nguyện xong, tôi bỗng nghĩ đến chuyện của ông Job. Toàn bộ gia sản của ông chỉ trong vòng một đêm đã bị cướp đi tất cả. Mặc dù thấy đau khổ vô cùng, nhưng ông đã không dựa vào sức lực của mình để lấy lại gia sản, mà ông cầu nguyện Đức Chúa Trời và phó thác cho sự an bài của Ngài. Toàn bộ tài sản của tôi so với số gia sản khổng lồ của ông Job còn lâu mới có thể sánh được. Nhưng khi hoàn cảnh này xảy ra, nếu tôi không cầu nguyện với Ngài và tìm kiếm, mà chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình, thì sao tôi có thể được gọi là tuân phục Đức Chúa Trời? Nếu như cuối cùng tôi lấy lại được võ quán và hàng ngày tất bật điều hành nó, thì tôi sẽ không đủ sức lực để thực hành đức tin và làm bổn phận. Giờ đây, con trai đã cướp võ quán của tôi rồi. Tôi có thể toàn tâm để thực hành đức tin và làm tròn bổn phận của mình. Đây đúng là một điều tuyệt vời. Là Đức Chúa Trời mở ra cho tôi một con đường. Chính xác là vậy. Suy nghĩ như vậy khiến lòng tôi trở nên bừng sáng. Tôi nhận ra mình chưa từng buông bỏ võ quán vì tôi quá bài hoại và quá quan tâm đến danh và lợi cũng như địa vị. Tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng. Họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại các học viện cao học. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi. Tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời. Không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành. Họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng? Amen. Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ và thầy cô đã dạy tôi những thứ như: người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp, chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người, và nên người xuất chúng đặng danh tiên tổ. Những triết lý Sa-tan như vậy đã thâm căn cố đế trong thâm tâm tôi. Chúng khiến tôi thiết lập nhân sinh quan lệch lạc và giá trị quan sai lầm. Trước đây, tôi cứ tưởng nỗ lực vươn lên, vượt trội hơn người khác, đạt được danh lợi và địa vị là cách duy nhất để sống có chí khí và có giá trị. Tôi sẵn sàng chịu cực khổ để tạo lập danh tiếng cho mình. Đặc biệt là trong thời gian khai trương võ quán, ngày nào tôi cũng làm đến mệt lả. Tôi thậm chí có sử dụng số tiền mồ hôi nước mắt của mình để đi đút lót các quan chức, còn bợ đỡ họ, nói ngọt, sống không có tôn nghiêm chút nào. Đến dịp lễ Tết là tôi lại tất bật tặng quà cho nhiều lãnh đạo ban ngành, sợ nếu không cẩn thận thì có thể sẽ phải đối diện với rắc rối và rủi ro. Giữ những mối quan hệ xã giao phức tạp đó thật sự khiến tôi kiệt quệ. Nhưng tôi đã lún sâu vào đó, không thể nào thoát ra. Nghĩ tới những người xung quanh tôi, khi có danh lợi và địa vị rồi thì bắt đầu làm đủ chuyện quá đáng. Hối lộ và tham nhũng, cơ bạc cái gú, chuyện gì họ cũng dám làm cả. Đó chính là cách Sa-tan làm bài quả và hại người ta. Đúng đó. Lại nghĩ về việc con trai tôi cướp lấy vỏ quán mà tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng, cũng là bởi vì nó bị danh lợi chi phối. Để có thể giành lấy danh lợi và địa vị mà nó lại bất chấp cả tình cha con. Chuyện này khiến tôi nhớ lại các hoàng tộc vào thời xưa, để tranh giành ngai vàng mà cha con anh em một nhà tàn sát lẫn nhau. Chính những ngụy biện và dối trá của Sa-tan làm bại hoại con người, khiến họ mất hết nhân tính và lý trí. Và lúc đó tôi đã nhận ra rằng danh lợi và địa vị chính là xiềng xích để Sa-tan trói buộc con người. Nếu tiếp tục sống theo triết lý Sa-tan, mưu cầu danh lợi địa vị, thì ta chỉ càng lúc càng bại hoại, cuộc sống càng đau khổ mà thôi. Đúng vậy. Khi tôi lún sâu vào vũng lầy của danh lợi và địa vị, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng mưu cầu lẽ thật là con đường đúng trong đời, và chính là cuộc sống có ý nghĩa nhất. Nhưng mà tôi lại bị kìm hãm bởi các triết lý Sa-tan, nên khi mất đi sự hưởng thụ của tiền tài, danh lợi và địa vị, tôi thấy khó mà buông bỏ và vô cùng đau khổ. Tôi thậm chí còn dự định đâm đơn kiện để giành lại những thứ này. Tôi thật sự quá ngu muội. Nếu tôi đi theo con đường đó thì chỉ tiếp tục bị Sa-tan làm hại mà thôi. Cuối cùng tôi sẽ bị quỷ diệt cùng với nó. Đức Chúa Giê-xu phán: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất đi linh hồn mình thì có ích gì kia chứ? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Đúng lắm. Dù cho người ta có tiền tài danh tiếng cũng đâu thể mua lẽ thật cho sự sống. Chính xác. Giờ đây tôi đã mất gần hết gia sản, danh lợi và địa vị mà tôi dành cả đời gây dựng. Nhưng bằng cách trải nghiệm hoàn cảnh như vậy, tôi thấy được rằng danh lợi địa vị hại người như thế nào, và hậu quả của việc mưu cầu chúng khủng khiếp ra sao. Tôi còn thấy được việc mưu cầu lẽ thật có ý nghĩa và giá trị lắm. Tôi cũng đã có thể buông bỏ chúng theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Đây chính là tình thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Phải đó. Hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi không còn muốn đấu tranh với con tôi nữa, và cũng không muốn kiện nó làm gì. Tôi chỉ dấn phục sự tẩy trị của Đức Chúa Trời, chân thành mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhìn từ bên ngoài thì sự bức bách này không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng nhờ nó mà ông đã đạt được đôi điều, chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Phải đó. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu bổn phận trao truyền phúc âm trong hội thánh. Và dù tôi không còn được người khác ngưỡng mộ nữa, nhưng mà tôi thấy lòng mình bình an hơn nhiều lắm. Mỗi ngày trôi qua đều rất viên mãn. Tôi chắc chắn trong lòng rằng có đức tin và theo Đức Chúa Trời chính là sự chọn lựa tốt nhất, vậy là cách sống ý nghĩa nhất. Tạ ơn Đức Chúa Trời.